của bệnh viện đa khoa Mộc Châu. Xin mời đầu cầu Mộc Châu ạ. Xin cảm ơn các bạn đã nán lại tận cuối chương trình để báo cáo trường hợp này vẫn với số lượng rất đông bác sĩ ở bệnh viện ạ. Mời đầu cầu Mộc Châu ạ. Dạ vâng, em xin kính chào các thầy cô và các anh chị đồng nghiệp ạ. Em xin báo cáo ca hội chẩn trực tuyến của bệnh viện đa khoa Mộc Châu. Bệnh nhân nữ 35 tuổi, địa chỉ ở tiểu khu 4 trên Mộc Châu, nghề nghiệp là giáo viên. Vào viện vào ngày 9 tháng 6 năm 2020. Hiện tại đang điều trị tại khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng bệnh viện Đồng Mộc Châu được 14 ngày. Lý do vào viện là đau lưng chân phải. Bệnh nhân thì khởi bệnh cách 1 tháng đau vùng thắt lưng và nan dọc mặt sau mông đùi chân phải, đau buốt tê bì. Đau nhiều khi ho, khi đi lại, nghỉ ngơi thì đỡ đau, ở nhà dùng một số thuốc nhưng không đỡ. Cách 2 ngày nhập viện thì bệnh nhân đau rất nhiều nên đã nhập viện. Tiền sử thì đã có một từng có một cơn đau tương tự cách đây 1 năm. Về khám tại viện thì toàn trạng thì không phát hiện bất thường. Về cơ xương khớp thì cột sống thắt lưng đau nhiều ở khu trú ở vùng N5S1. Đánh giá thang điểm VAT là 7 trên 10 điểm, hạn chế nhiều tầm vận động cột sống thắt lưng. Đau co cứng cơ vùng thắt lưng, nát xe chân phải là 30 độ, dấu hiệu bấm chuông dương tính và không có teo cơ. Ngoài ra thì các cơ quan khác thì cũng không phát hiện bất thường. Các xét nghiệm cận lâm sàng thì xét nghiệm máu thì không phát hiện bất thường. Chẩn đoán hình ảnh thì trên phim MRI có hình ảnh thoát vị đĩa đệm N4, N5, N5S1, chèn ép dễ thần kinh S1 bên phải độ 2, có rách vòng sơ đĩa đệm N4, N5. Vâng, bây giờ xin phép được chẩn đoán là bác sĩ Linh. Vâng. Nhỉ? Mọi thứ đã rõ ràng rồi, chắc là cái trường hợp này thì rất dựa nhiều vào chẩn đoán hình ảnh đúng không ạ? À, thầy Vũ có hỏi gì trước khi về lâm sàng không ạ? Mời thầy Vũ trước. Thầy Vũ có câu hỏi gì lâm sàng không ạ? Vâng, thưa các thầy cô, thưa các bạn đồng nghiệp và các đầu cầu, có một số biểu hiện lâm sàng tôi muốn hỏi, vì là không thấy các anh nhắc đến có hai cái dấu hiệu cực kỳ quan trọng của bệnh nhân này là cái dấu hiệu đau cách hồi và dấu hiệu mất vững cuộc sống. Thì tôi muốn hỏi là thông thường ở một cái bệnh nhân trẻ như này thì ít khi có mất vững cuộc sống thôi, nhưng mà có hai cái, một là bệnh nhân đứng khoảng bao nhiêu lâu thì bệnh nhân đau, và bệnh nhân đi bộ khoảng bao nhiêu mét thì bệnh nhân có biểu hiện đau và tê vùng chân tăng nhiều hơn ạ. Về mặt lâm sàng ạ. Dạ em xin báo cáo thầy nè. Dạ vâng, em xin báo cáo thầy thì dấu hiệu mất vững cuộc sống thì bệnh nhân có. Tuy nhiên thì cái dấu hiệu đau cách hồi thì thời điểm vào thì bệnh nhân phần đi lại rất khó khăn và cần phải có người dìu. Thế hiện tại sau 14 ngày điều trị thì bệnh nhân có thể tự đi lại, tự dìu cầu thang đi, nhưng mà đi khoảng 20 mét là bệnh nhân đã phải đứng lại và nghỉ ngơi rồi. 20 mét. Vâng. Xin phép mời thầy Linh ạ. Là vâng, báo cáo với các thầy cái phim chụp cổng từ này thì các bạn ấy lại cũng chụp lại cái trên màn đó, chưa chụp lại phim thôi chứ không phải là cái đĩa. Thế nên chất lượng. Cổng từ này mình chụp ở Mộc Châu hay là chụp ở đâu ạ? Chụp ở Mộc Châu đấy ạ. Bệnh viện đa khoa Mộc Châu đấy ạ. Thế xin phép hỏi kíp kỹ thuật mình chưa nối được. Bệnh viện Mộc Châu là nối được tốt chứ? Dạ thưa thầy là chúng em không đẩy được lên Park bởi vì là cái này chúng em chụp ở bệnh viện Thảo Nguyên ạ. Bệnh viện Mộc Châu chúng em cũng đang trong quá trình vòng hoàn thiện đề án, chưa lắp được máy ạ. Mà chưa lắp được máy chứ đúng không? Thế tôi nghĩ các bạn lần sau có thể làm này thì tốt hơn này, nếu chụp ở bệnh viện khác thì mà ở khu vực cũng của các bạn thì các bạn xin cho người ta cái đĩa CD thôi. Thế sau đó thì các bạn đưa cái đĩa CD cho bên Viettel thì họ sẽ up lên hệ thống thì cũng không khác gì chụp ở mình đâu. Thì cũng khá đơn giản. Thế thôi, bây giờ tạm thời chúng ta dạ, có vâng. Phim chụp lại như này thì ở trên cái phim này thì chúng ta có cái thoát vị đĩa đệm của L45 và L5S1. Đấy, mức độ thoát vị thì cũng không phải là quá nhiều, L45 thoát vị nhỏ. Thế tuy nhiên nó cũng đã rách bao sơ, nó có cái chút dịch nằm ở đây. Của L45 thì to hơn một chút. Thế và thể thoát vị thì đều là thể thoát vị ra sau. Chờ một chút để tôi lật sang cái ảnh kia. Đây là cái tầng L45 là bị thoát vị nặng nhất, thì cũng là thoát vị thể trung tâm hơi lệch nhẹ sang bên phải một chút. Đấy, thực ra thì bệnh nhân này thì cái lỗ tiếp hợp thì hoàn toàn bình thường, và cái rễ ra lỗ tiếp hợp thì bình thường, mà cái này nó chỉ chèn ép một chút ở cái vị trí này, nó sẽ gây ra cái chèn ép vào cái rễ S1 ở bên phải,
cái đoạn mà trước khi ra lỗ tiếp hợp thôi. Ở đây thì họ không chụp đến cái vị trí chèn ép đấy. Thế nhưng mà vị trí này thì về logic nó sẽ nằm ở khu vực đó. Chúng ta cố gắng xem ở trên cái ảnh cắt dọc xem có thấy không. Lỗ tiếp hợp đây, lỗ tiếp hợp đây thầy Vũ nhé. Đây lỗ tiếp hợp L4, L5 hai bên, à bên phải này. Bên phải thông, bên trái cũng thông thôi. Thế thì thường nó sẽ chèn ép là vị trí này này. Để tôi zoom to lên cái. Tức là dù chèn ép vào cái rễ tầng dưới đoạn trước lỗ tiếp hợp. Đây này, vị trí này sẽ là vị trí hai vị chèn ép của L45 cái cho cái rễ S1 chạy xuống dưới chỗ này này. Đấy. Lâm sàng lúc nãy là có đau ở chân phải bên phải à? Vâng, mời thầy. Thì nó sẽ tương ứng vào cái vị trí này này. Xin lỗi thầy Linh ạ. Xin lỗi thầy Linh, tôi có ý kiến ngay là như này. Chúng ta quên mất thưa các thầy là bệnh viện Mộc Châu là đã triển khai được mổ phẫu thuật cuộc sống được tương đối một số ca rồi. Ở đấy thì có một cái vấn đề là các anh ấy chưa có được siam thôi. Nhưng có một cái là các anh quên mất đấy là một cái phim X quang thường quy. Hiện tại thì như chúng ta đã vừa lại thấy là rất khó để chúng ta đánh giá hai cái tầng đấy là tầng L4, L5 hay L5S1. Mà cái phim X quang thì sẽ giúp cho chúng ta đánh giá tốt hơn rất nhiều, vì trên cái phim cộng hưởng từ chúng ta thấy là cái đĩa đệm cuối cùng nó thoái triển rất nhiều. Thì không hiểu là cái đấy nó là của L5S1 hay là trên nó là của L4 hay L5. Thì với một cái phim X quang phối hợp thường quy thẳng nghiêng thôi chúng ta sẽ đánh giá được là cái thứ nhất. Thứ hai là một cái phim rất cần mà rất có thể dễ dàng ở bệnh viện Mộc Châu làm được, đấy là phim X quang tư thế nghiêng, cúi tối đa và ưỡn tối đa để đánh giá mất vững cột sống. Thì chúng ta biết là một cái bệnh nhân trẻ như này thì với một cái khối thoát vị nó nhỏ như này mà bệnh nhân đau rất là ghê gớm, thậm chí không đi lại được, phải có người dìu, thì chúng ta phải xem là cái cơ chế chấn thương có phải là cơ chế chấn thương cấp tính hay không. Tại vì như chúng ta đã biết thì ở những bệnh nhân trẻ thì cái áp lực ở trong đĩa đệm nó rất là lớn, thì với một cái vận động quá mức sai tư thế mà gây tổn thương đĩa đệm ấy, thì bệnh nhân đau rất là nhiều. Nó khác hẳn với những người mà khoảng 50-60 tuổi thì khối thoát vị có thể rất là to nhưng mà nó là bệnh lý của cái hẹp ống sống nhiều hơn, thì nó khác nhau rất nhiều cái đó. Đấy là cái thứ nhất. Thứ hai là trên cái phim cộng từ này thì cái khối thoát vị nó rất là nhỏ thôi, nhưng mà vì là chúng ta hơi khó quan sát rồi là ảnh chụp lại thì là tương đối là khó đánh giá. Chính vì vậy là hy vọng là lần sau thì chúng ta nên cung cấp thêm một cái phim X quang thẳng nghiêng và cái dynamic thì sẽ tốt hơn ạ. Xin hết ạ, xin mời anh Linh. Vâng, tôi rất đồng ý với thầy Vũ. Một cái trường hợp bệnh nhân rất trẻ thế này mà bây giờ chúng ta quyết định mổ cho người bệnh thì phải rất là cẩn thận, cân nhắc. Thì những cái việc mà thầy Vũ đề nghị chụp ba loạt phim như thế thì bên Mộc Châu có ý kiến thế nào ạ? Xin phép mời đầu cầu Mộc Châu ạ. Dạ, thưa thầy là em xin có ý kiến. Trước hết là rất là cảm ơn thầy Vũ. Bệnh nhân này thì hiện tại bây giờ vẫn đang điều trị ở khoa y học cổ truyền phục hồi chức năng. Thế và các cái câu hỏi thì vừa rồi thì bạn ấy cũng đã có chuẩn bị định nói nhưng cũng đã đưa lên ạ. Có nghĩa là cái vấn đề điều trị phục hồi chức năng cho đến hôm nay 2 tuần rồi nhưng mà thấy rằng cái cải thiện không nhiều. Thế chính vì thế mà rất phân vân mà mổ thì về phía các bác sĩ cũng nghĩ là một bệnh nhân trẻ như này mổ thì chúng ta cũng rất phải tính toán, là một hai nữa là về phía bệnh nhân cũng rất sợ mổ. Đấy thì vậy thì cũng mong là cái thiếu sót của hôm nay là chưa có cái phim X quang cột sống thẳng nghiêng, chưa có cái phim ở tư thế ưỡn và cúi. Thế nhưng mà cũng mong là hôm nay các thầy giúp cho chúng em biết rõ là như vậy thì cái trường hợp này chúng ta điều trị y học cổ truyền, các bạn đi châm cứu như vậy thì không kết quả, hay là đổi phương pháp điều trị, hay chúng ta còn tiếp tục điều trị nữa hay không, và điều trị đến bao giờ thì chúng ta sẽ phải chuyển các cái phương pháp điều trị khác. Vâng, câu hỏi rất là hay. Thì trước khi thầy Vũ nói thì tôi đề nghị thầy Tú nhỉ, vì thầy Tú lúc nãy cũng đã xem cái phương pháp điều trị trước khi nói về phục hồi cái cuộc sống chức năng, thì thầy Tú rất muốn nói về điều trị nội khoa. Vâng, mời thầy. Xin chào các bạn đồng nghiệp ở các đầu cầu, các thầy cô. Thì tôi vừa xem qua cái phác đồ điều trị của bệnh viện. Xin phép chiếu phác đồ điều trị lên trên ạ. Vâng. Đẩy hình ảnh phác đồ điều trị ạ. Rồi, bây giờ hiện nay thì chúng ta đang bây giờ chúng ta còn dùng cái thuốc piroxicam hoặc là thuốc một thuốc NSAID nào có không? Thì chúng tôi thấy là các bạn có dùng có
Piroxicam 20mg trên một ống một ngày, tiêm bắp thì các bạn đã tiêm được mấy ngày rồi ạ? Bây giờ còn đang dùng các thuốc giảm đau không steroid nữa không ạ? Xin báo cáo là trường hợp này thì chúng em sử dụng Piroxicam trong vòng 3 ngày và sau đó bây giờ đang chuyển về Etoricoxid 60mg một viên một ngày. À được rồi. Vâng, thì tôi thấy là các bạn nên tăng liều lên. Như cái Acoxia hoặc là Celecoxib thì các bạn tăng lên liều là 60mg x 2 viên một ngày, uống sáng và tối sau ăn no. Thứ hai là cái nhóm Pregabalin, ấy, nhóm điều trị giảm đau thần kinh ấy, thì các bạn có thể tăng liều lên 2 viên một ngày, có thể tăng đến tận 3 viên một ngày. Đẩy sang. Vâng ạ. Các em đẩy hình ảnh sang bên màn hình chính ạ. Cái thứ ba là cái giãn cơ thì các bạn dùng là 3 viên một ngày là được rồi. Và cái Metincoban thì các bạn có thể tăng lên đến loại là 1.500mg một ngày, tức là gấp 3 lần lên được. Tiêm 3 lần. Vâng, vâng, tiêm 3 lần được. Vâng. Vâng. Các bạn đã có đồng ý với cả hướng của thầy Tú không ạ? Nghĩa là tăng liều lên cho đủ với cái liều điều trị ạ. Đây là liều trị tấn công ạ. Vâng. Nếu không thống nhất với thầy Tú rồi thì xin phép mời thầy Vũ ạ. À, vâng ạ, cảm ơn thầy Hiếu ạ. Về mặt điều trị nội khoa thì tôi thống nhất với cả thầy Tú. Cái liều mà chúng ta đang dùng cho bệnh nhân thì hơi thấp. Thứ hai là kinh điển mà để điều trị một bệnh nhân thoát vị địa đệm mà điều trị nội khoa để chỉ định mổ thì phải điều trị từ 4 đến 6 tuần không có hiệu quả, không đáp ứng với thuốc, hoặc là mặc dù điều trị mà bệnh nhân đau tăng lên thì chúng ta mới có chỉ định mổ. Trong khi đó bệnh nhân này vừa nãy là bệnh nhân vào mà phải dìu rồi không tự đi được. Thì sau khi chúng ta điều trị bây giờ bệnh nhân đã có thể tự đi được rồi, đã về viện, cũng là có thể leo được cầu thang rồi. Tức là về mặt điều trị là đã đáp ứng với điều trị chứ không phải là không. Thứ hai, đấy là thứ nhất. Thì thứ hai là chúng ta tuân thủ tuyệt đối là sau 4 đến 6 tuần chúng ta đánh giá lại. Thì nếu như mà ở Bệnh viện Mộc Châu có một cái xét nghiệm cận lâm sàng, đấy là điện sinh lý thần kinh cơ, thì nó sẽ cho cái hình ảnh rất rõ. Thì hiện tại để một trong những cái thứ mà để chỉ định cho bệnh nhân mổ nếu như chúng ta còn lăn tăn ấy, thì khi làm điện cơ mà có dấu hiệu tổn thương dễ thần kinh thì đấy là một cái bằng chứng mà chỉ định mổ. Chứ còn hiện tại với một cái đau như này mà bệnh nhân không có teo cơ và đáp ứng với điều trị nội khoa thì tôi nghĩ là chưa nên mổ. Sau đây thì chúng ta sẽ bàn tiếp về cái chuyện mổ thì sẽ làm mổ cái gì sau. Nhưng về mặt chỉ định thì thống nhất với thầy Tú là sẽ tiếp tục tăng cái liều điều trị và chúng ta duy trì đảm bảo sau 4 đến 6 tuần đánh giá mà nó không đỡ thì chúng ta mới mổ. Vâng. Điện sinh lý thần kinh cơ chúng ta chưa triển khai đúng không ạ? Ở Mộc Châu ấy ạ. Dạ vâng, ở Mộc Châu cái đó chúng em chưa ạ. Vâng. Và một cái nữa mà thầy Tú với thầy Vũ không nhắc đến mà tôi nghĩ là rất là quan trọng. Đấy chính là câu hỏi của các bạn về cái điều trị đông y á. Thì tôi đề nghị thế này này, chúng ta bây giờ chúng ta có thể gọi là đông tây kết hợp. Thì chúng ta vẫn có thể vẫn tiếp tục điều trị đông y, nhưng mà chúng ta nên lấy cái bài tập phục hồi chức năng tiêu chuẩn của Bệnh viện Đại học Y Hà Nội mà chỗ cô Huyền ấy hôm trước đã hướng dẫn ấy. Thì nên liên hệ với cả cô ấy, thì sẽ cho bệnh nhân tập theo đúng cách, đúng theo bài bản. Vì tôi cũng biết hiện nay rất nhiều các trường hợp ở nhiều bệnh viện có chỉ định mổ thoát vị địa đệm, nhưng mà đến đây Đại học Y Hà Nội chúng tôi không phẫu thuật và bệnh nhân cũng đáp ứng rất là tốt. Đặc biệt là ngoài cái chuyện tập ra, chúng ta cần phải hướng dẫn người ta cách sinh hoạt nữa. Trong lúc người ta tự tập, người ta tự sinh hoạt là rất là quan trọng. Nhiều khi chúng ta chỉ có là một cái tư thế sai hoặc là một cái thiếu hiểu biết về cái bảo vệ cái cuộc sống làm bệnh nhân càng ngày nó càng nặng lên. Thì tôi nghĩ là trong khoa phục hồi chức năng của Bệnh viện Mộc Châu cũng đã có một chuyên khoa rồi đúng không ạ? Hay là hiện nay chúng ta chưa có bác sĩ chuyên khoa, vẫn chung với đông y ạ? Có bác sĩ chuyên về phục hồi chức năng. Có bác sĩ chuyên khoa đấy ạ. Vâng, thì chúng ta nên tập theo dạ, cái bài tập. Dạ, có ạ. Đã tập đúng cách chưa? Liệu có đúng bài đúng cách chưa? Xin phép mời Mộc Châu ạ. Dạ, báo cáo các thầy thì hiện tại ở khoa đông y phục hồi chức năng chúng em thì là hiện tại thì đang điều trị theo đúng theo phác đồ ạ. Đúng phác đồ của hướng dẫn điện. Vâng. Thì như vậy chúng ta quy trình hướng dẫn này. Vâng, thế chúng ta tiếp tục cũng cố gắng hy vọng bệnh nhân. Vì theo thấy là như thầy Vũ nói là chúng ta hiện nay đang là vát được 6 điểm rồi mà. Thì lúc vào mà không đi được thì chắc là thấp lắm, đúng không? Lúc ấy thấp điểm lắm, bây giờ được lên thế này là và lúc bây giờ là xuống được 6 rồi là khá tốt rồi, được 1 điểm sau 10 ngày rồi. Mà chúng ta còn bao nhiêu lâu nữa? Còn 4 tuần cơ mà, bây giờ mới là mới 10 ngày. Cố gắng chị tiếp tục. Vâng. Thế bây giờ liệu vấn đề về phẫu thuật thì các anh chị có cần hỏi không ạ? Để thầy Vũ có thể trình bày việc phẫu thuật cái này không ạ?
Nếu mà bệnh nhân tiếp tục diễn biến xấu hơn mà nếu mà chúng ta chứng minh được là có chèn ép các thần kinh dễ thần kinh thì chúng ta có cần mổ? Dạ thưa vâng, chúng em cũng muốn hỏi thầy Vũ câu này ạ. Vâng. Bởi vì với một người trẻ như thế này thì cái phương pháp nào là cái phương pháp tối ưu nếu như mà chúng ta điều trị nội mà không kết quả? Cảm ơn anh An. Như chúng ta đã biết thì với một cái tầng nếu như mà là tầng L5S1 như này thì lý tưởng nhất là chúng ta làm nội soi liên bản sống, thì với một cái đường phẫu thuật nhỏ hơn ngón tay út của chúng ta, của người trưởng thành, và một cái can thiệp xâm lấn mà có thể buổi sáng mổ, buổi chiều ra viện được, thì đấy là cái phương pháp tối ưu nhất nếu như mà có thể mổ được. Tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu thì chúng ta đang có một cái nhược điểm là chúng ta không có màn hủy cang tăng sáng trong mổ Siam, thì chính vì vậy mà xác định đường phẫu thuật là rất khó khăn. Tuy nhiên là kinh điển, chúng ta sẽ quay trở về kinh điển với một cái đường phẫu thuật mở cửa sổ xương để lấy khối thoát vị và mở rộng đường da của rễ, thì nó chỉ một cái đường phẫu thuật khoảng 1,5 cm thì có thể giải quyết được cái trường hợp như thế này. Vâng. Có thể làm được tại Bệnh viện Đa khoa Mộc Châu. Tôi cũng muốn quay trở lại về mặt chỉ định, thì nếu như chúng ta để ý những cái phim ấy, thì mặc dù là cái khối thoát vị rất nhỏ, nhưng mà tôi nghĩ là cái phim này thì bệnh nhân đã bị thoát vị từ lâu rồi, vì nó có, không hiểu anh Linh xem lại xem là tôi cảm giác như nó có một cái lắng đọng canxi, tức là nó đã canxi hóa ở cái khối thoát vị ở đó rồi. Chính vì vậy mà chúng ta phải cân nhắc thêm là cái chuyện là một cái tổn thương lâu như thế thì xem có mất vững hay không. Nếu như mà chụp phim dynamic mà có mất vững cột sống thì cả cái nội soi và phẫu thuật ít xâm lấn, phẫu thuật mở cửa sổ xương đều không làm được. Mà lúc đấy chúng ta sẽ lại quay trở về là những cái phẫu thuật mà giải quyết được cả cái mất vững cột sống, là cố định cột sống và giải ép, thì nó lại là cái phẫu thuật khác. Thì khi chúng ta rõ được cái chẩn đoán thì chúng ta mới có được cái chỉ định phẫu thuật tối ưu ạ. Cảm ơn thầy Vũ. Cũng khá rõ ràng đúng không ạ? Chúng ta phải trước mắt là chẩn đoán chính xác xem mức độ của tổn thương, đặc biệt là có tổn thương thần kinh không, đúng không ạ? Bây giờ chúng ta chưa chứng minh được. Thì nếu mà bệnh nhân tốt lên thì chúng ta, tôi nghĩ là không có gì bàn cãi nữa. Nhưng nếu bệnh nhân xấu đi, nghĩa là không tiến triển, mà như thầy Vũ nói thì chúng ta nên xin mượn cái đĩa CD ạ. Các anh chị cho mượn cái đĩa CD của bệnh viện Thảo Nguyên ạ, xong gửi về đây để cho Bệnh viện Đại học Hà Nội chúng tôi sẽ đọc giúp. Và lúc ấy thầy Vũ sẽ có thêm các cái dữ liệu để tư vấn chính xác cho người bệnh hơn. Vâng, xin phép các bạn thầy cô có hỏi gì không ạ? Xin phép có hỏi gì không ạ? Dạ vâng, không ạ. Cảm ơn các thầy ạ. Vâng, cảm ơn Bà Gò Mộc Châu. Vâng, Bệnh viện Tĩnh Gia muốn trước khi kết thúc muốn cho chúng ta xem hình ảnh siêu âm của bệnh nhân. Xin phép mời Tĩnh Gia. Hình ảnh siêu âm có chưa? Đang đi làm đi. Mời hình ảnh siêu âm. Gửi... Đã đẩy được hình ảnh chưa? Các bạn đang làm gì phòng siêu âm ở đang gửi ạ? Vâng. Xin lỗi Bệnh viện Đầu Gầu Tĩnh Gia vì thời gian đã bị quá nhiều, và đây là một trường hợp mà trực tiếp liên quan đến tôi, thì tôi sẽ nhận hình ảnh qua Viber và tôi sẽ trực tiếp chẩn đoán cùng với cả anh em bác sĩ trẻ Bệnh viện Tĩnh Gia. Giờ này vẫn chưa thể đẩy lên được ạ. Thì trước mắt là chúng ta nếu mà chưa đẩy được trên hệ thống thì chúng ta có thể chuyển qua hình ảnh Viber cũng được, hoặc là Zalo, Telegram, cái gì tôi cũng có cả. Cứ chuyển cho tôi thì tôi sẽ xem lại cái hình ảnh sau. Và còn trường hợp này, bệnh nhân này thì tôi nghĩ là nên chuyển sớm lên Bệnh viện Đa khoa Thanh Hóa để chẩn đoán chính xác, và có khả năng nếu đúng là do hở van hay lá nặng gây suy tim thì chúng ta vẫn còn cơ may mổ cho người bệnh. Vâng. Xin phép tất cả các đầu cầu, chúng tôi xin phép kết thúc buổi truyền hình trực tuyến ngày hôm nay, và rất mong muốn là các bệnh nhân chúng ta trực tuyến hôm nay sẽ có kết quả điều trị tốt đẹp hơn, đặc biệt là bệnh nhân ở Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hà Tĩnh. Xin phép chúng tôi đang đợi, rất mong muốn cái kết quả CT được chụp lại của Bệnh viện tỉnh Hà Tĩnh. Xin chân thành cảm ơn các thầy cô và các anh chị các bạn đã tham gia buổi cầu truyền hình. Xin phép kết thúc ạ. Xin cảm ơn ạ.